Bác sĩ Cường ơi, ơi mặt lệch thì có phẫu thuật được không ạ? Mặt lệch thì các bạn hoàn toàn có thể phẫu thuật được. Và cái việc mà phẫu thuật thì tất nhiên là phải sau độ tuổi 18. Nhiều trường hợp là phải sau độ tuổi 21, khi mà chúng ta đã ổn định về mặt phát triển xương rồi. Và với cái phẫu thuật mà mặt lệch ở người Việt Nam hoặc là trên thế giới cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà mặt bị lệch. Nhưng mà nếu mà mặt mà lệch quá thì nó sẽ là bị mất cân đối. Còn đa số con người là có hai nửa mặt bên phải, mặt bên trái, cũng như là các cái bộ phận khác giữa bên phải bên trái là nó sẽ không cân đối 100% đâu các bạn ạ. Và nó sẽ có xu hướng là nó hơi lệch một chút. Nhưng mà nếu nó lệch quá, ví dụ là 9 trên 10 thì không sao, nhưng mà ví dụ nó lệch quá 7, 8 so với 10 thì là như thế, thì nó sẽ nhìn cái gương mặt nó rất là mất cân đối và mất thẩm mỹ. Nên là bây giờ là chúng ta sẽ có những cái phẫu thuật để giúp cải thiện được cái tình trạng mặt lệch như này các bạn nhé.